tháng 7 này các bạn hay gọi là tháng gì? Mình thì cứ hay quen miệng gọi là tháng cô hồn. Mà hôm trước mình nói chuyện với bạn mình bảo là không được gọi là tháng cô hồn. Tháng này phải gọi là tháng Vu Lan. Thực ra là mình quen mồm gọi là tháng cô hồn thôi. Còn gọi tháng Vu Lan thì kiểu như là nghe tên nó thân thiện hơn, thân thương hơn. Còn gọi tháng cô hồn thì kiểu như là thấy nó hơi ma mị, hơi buồn buồn. Kiểu như là thấy nó âm u ấy. Trước giờ thì mình chỉ thấy có ruốc thịt mà không ngờ là nấm người ta còn làm ruốc được nữa. Đây là ruốc nấm. Đây là một cái món mà kiểu như là dành cho người ăn chay á. Thực ra là bình thường mình ăn cũng được, nhưng mà cái này là làm thuần chay luôn. Đây là cái bánh nấm mình vừa mới bỏ ra từ cái túi hút chân không á, nên là nó còn nguyên một cái bánh chắc nịch như thế này. Bây giờ phải đánh tơi nó ra nhá. Toàn mùi nấm hương thôi. Cái món này trong mùa tháng 7 này chắc là nhiều người thích này. Bởi vì là cái tháng 7 này rất là nhiều người ăn chay ấy. Bạn mình nói là tháng này bạn ấy ăn chay nguyên một tháng luôn. Mình thì trước giờ chưa bao giờ ăn chay nguyên tháng cả. Ăn cùng lắm là 1-2 ngày thôi. Và ăn chay lâu thì mình nghĩ là chắc là mình sẽ không ăn được. Bởi vì mình thấy ăn chay nó cứ kiểu là cảm giác như người nó cứ mệt mệt, nó thiếu năng lượng như thế nào ấy. Mặc dù một số đồ ăn chay nó cũng đủ chất nhá, nhưng mà mình ăn cảm giác nó cứ thiếu năng lượng đấy. Mà nếu như mà ăn chay nguyên tháng thì chuẩn bị đồ ăn cũng mệt đấy. Bởi vì bình thường là mình quen ăn mặn rồi. Một là mua một số đồ ăn chay người ta bán sẵn á. Còn không thì phải tự nấu. Tự nấu thì nấu từ các loại rau, củ, canh rồi các loại đồ chay ấy. Không nấu thì có thể là mua một số đồ ăn chay người ta làm sẵn như thế này xong rồi ăn cũng được này. Cái ruốc nấm này thì là người ta đã chế biến sẵn rồi, không cần phải làm nữa. Bây giờ mình phải đánh cho nó tơi ra chứ nó đang bó cục lại. Mình cho ra đĩa xong xé tơi ra nhìn nó không khác gì là ruốc thịt luôn. Nhưng mà thực ra là ruốc nấm. Cái mùi khá là đậm nhá. Hôm trước mình có ăn thử cái nấm hương sấy ấy, thì thấy cái mùi nó nhạt hơn. Còn cái này là nấm hương tươi ấy, nên mùi nó đậm hơn. Cái này ăn hai phết. Kiểu nó dai dai giòn giòn ấy. Cái gia vị thì họ làm cũng vừa ăn, không bị mặn mà cũng không bị ngọt. Ổn phết. Nhưng mà nhai lâu là hơi mỏi mồm ấy. Cái ruốc nấm này nếu mà nhai kỹ thì thấy nó có vị ngọt nhiều nhá. Và nó có hơi chút béo béo. Cái này ăn thì nên kết hợp với cơm, xôi, cháo hoặc là bánh mì. Còn ăn không như thế này thì nó hơi mệt. Nhai nó mỏi miệng. Này thì nó như là một cái đồ ăn chay mà làm sẵn ấy. Mình có thể mua xong rồi mình chỉ vừa ăn thôi, không phải làm gì nữa. Các bạn nhìn những cái sợi ruốc nấm này rất là đẹp luôn. Đồ ăn chay so với đồ ăn mặn, chắc là đồ ăn chay nó dễ tiêu hơn á. Đồ ăn mặn thì mình ăn thịt đồ ấy thì nó khó tiêu hơn. Hôm bữa mình nói chuyện với bạn mình kêu là ăn chay trường thì chắc là khổ lắm. Nói chung từ bé giờ là mình ăn mặn rồi. Bây giờ chuyển qua ăn chay thì thấy nó khổ khổ thế nào. Đồ ăn cảm giác như là nó thiếu chất ấy. Ăn thì nó sẽ thiếu năng lượng bởi vì đa số mình ăn thực vật thôi. Nhưng mà bạn mình nói là ăn chay thì không có khổ đâu. Chắc là bạn mình ăn chay quen rồi nên là cảm thấy nó như thế. Mà trước đây mình cũng có nói chuyện với một số người họ ăn chay trường ấy. Họ nói là ăn chay nếu mà biết cách ăn thì nó cũng đủ chất. Một số đồ ăn chay thì nó còn ngon nữa. Bởi vì ăn chay dần dần được phổ biến ấy, thì người ta sẽ làm những cái đồ ăn chay càng ngày càng chất lượng hơn. Ở thành phố có những cái quán ăn chay mà đồ ăn chay rất là mắc nhá. Có khi là một đĩa cơm cái giá nó còn cao hơn cả là một đĩa cơm mặn ấy. Mình từng được vào một cái nhà hàng chay mà đồ ăn rất là ngon luôn. Đồ ăn người ta làm cũng rau củ quả thôi nhưng mà ăn cảm giác nó ngon lắm. Và một số đồ ăn người ta còn giả thịt nữa. Ví dụ như là cái đùi gà này hay là thịt bò, thịt lợn nữa người ta còn giả được. Mới đây mình thấy có một cặp đôi kia, họ tổ chức đám cưới là toàn món chay thôi. Họ nói là ngày vui của họ mà lại trở thành ngày buồn của những sinh vật đấy. Cho nên là họ quyết định là tổ chức đám cưới là toàn món chay. Mình nghĩ là thời gian tới sẽ có nhiều người để bắt chước theo cái cặp đôi đấy, là tổ chức đám cưới toàn món chay. Mình cũng rất tò mò và có dịp nào đấy sẽ thử đi đám cưới mà toàn ăn món chay cũng hiếm. Bởi vì là hiện tại cũng ít người tổ chức, gần gần như là rất 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 ít người luôn. Mặc dù nhai nhiều hơi mệt, mình làm thử chén cơm với ruốc nấm hương. Cái này ăn với cơm cũng được phết, ngon. Mặc dù là ruốc chay nhưng mà ăn cảm giác như nó vẫn cứ béo béo một tí. Nhai kỹ thì hơi ngọt ngọt nữa.